Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đạo Nguyễn. Thì hôm nay tôi đang có mặt tại sự kiện ra mắt và giới thiệu cái sản phẩm bếp từ Kocher DIB4888. Thì tôi đang có mặt tại sự kiện của hãng. Chúng ta sẽ tiến đi vào bên trong hội trường. Ở đây thì đang có rất nhiều người đẹp. Nhưng mà có lẽ là chúng ta sẽ đi dạo qua trước với các sản phẩm ở đây. Đây là mẫu bếp từ đôi Kocher. Mã mới đó là mã DI404. Ok. Thì cơ bản thì ở đây cũng sẽ giống như cái phiên bản DI806GE02 và 801GE02. Tuy nhiên đấy tôi thấy nó hơi khác một chút, đó là ở cái vùng nấu bên trái là nó có giữ những biểu tượng giống như là người ta đang giã đông thực phẩm. Còn bên phải là giống như cái chế độ vuông mẫu bình thường thôi. Còn đây là vẫn là hai bảng điều khiển slide, kéo slide lên, tăng giảm nguồn. Ở đây nó hơi bị ồn nên là khả năng các bạn sẽ không nghe rõ những thông tin về sản phẩm. Ok, còn đây là cái bếp từ Kocher, cái dòng trắng à, DI4888. Con này phải nói là khá là đẹp. Nếu như mà con này là san tải này, thì như bạn nào mà sử dụng cái bàn bếp mà sử dụng acrylic thì có thể dùng con này. Màu trắng rất là đẹp. Con này là sử dụng mặt kính của Eurocara của Pháp nhé. Hàng chất lượng với inverter con này là 3 kg, 3000W. Xin lỗi các bạn, đó là booster lên 3000, công suất rất là cao đấy. Và cái mức này của nó với giá của nó tôi thấy là khá là hợp lý. Ok, và hợp lý đấy. Đây là một mẫu mới à, hơi khó nhìn, DIB4888MI. Cũng giống nhau thôi, cũng kéo slide lên. Nhưng cái này không có vẻ nó sướng bằng cái con màu trắng rồi. Màu trắng vẫn sướng hơn. Con này kính nó hơi nhám nhám bạn. Nên nhìn trông nó hơi bẩn bẩn. Thực ra thì nó cũng hơi bẩn nhưng mà thực ra thì nó đang bị nhá cái mặt kính, mặt kính nhám chứ không phải mặt kính trơn ấy. Đây là mặt kính nhám. Thì có lẽ chúng ta sẽ đi vào bên trong hội trường chứ thay vì đứng ngoài đây mãi, cách ly thế giới quá. Công ty cổ phần Teco Việt Nam được chính thức thành lập ngày 28 tháng 4 năm 2014. Kinh doanh chính trong lĩnh vực. Thì đoạn này là chủ yếu là bên Teco, tức là Kocher, họ đang giới thiệu về cái thương hiệu của họ và những cái sản phẩm họ đang cung cấp. Chúng tôi đã được khách hàng, đối tác tin tưởng, ủng hộ thương hiệu Kocher ngày càng khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Phần tiếp theo này thì bên hãng Eurocara họ đang giới thiệu về cái lịch sử của mình với 355 lịch sử sản xuất kính và ra đời từ năm 1952 dưới sự nhượng quyền của cái công nghệ của một cái hãng của Mỹ về sản xuất và cung cấp cái mặt kính chuyên dành cho các thiết bị nhà bếp, đặc biệt là bếp từ. Thì cũng theo hãng ở đây nói thì cái nguồn gốc của sản phẩm của họ thì cơ bản cùng nguồn với Kocher. Tuy nhiên thì họ sẽ mang hai cái thương hiệu khác nhau. Và Rokara thì họ đi thiên về cái tính thẩm mỹ hơn dành cho sản phẩm cao cấp. Đấy, chứ còn mặt công nghệ thì của Rokara và Scott thì nó cũng tương tự như nhau thôi. Bây giờ thì đến cái phần quan trọng hơn, thì đây là giới thiệu của cái hãng Ezio, một cái thương hiệu hàng đầu thế giới, số 1 thế giới về các cái sản xuất mên và vo mạch dành cho các thiết bị bếp từ hoặc bếp điện từ. Thì lần bắt đầu thì họ cũng giới thiệu một chút là họ là cái công ty hàng đầu và thuộc sở hữu của hai gia đình, công ty gia đình tại Đức. Tuy nhiên thì có một cái mà tôi thấy khá là ấn tượng ở cái phần kỹ thuật sau, đó là họ nói về cái công nghệ mới của họ với một chiếc bếp từ mà có khả năng kiểm soát nhiệt độ tốt hơn và xác định được cái vị trí đáy nồi hoạt động tốt hơn. Thay vì 4 sensor cho 4 vùng nấu thì bây giờ nó đang được trang bị 8 sensor cho 4 vùng nấu. Cái này thì tôi sẽ làm một cái video khác để giới thiệu qua cho các bạn về cái sản phẩm này.
khi mà tôi đi ra ngoài. Còn bây giờ đến chương trình ký kết của Coacher và EGO, Coacher và Rokara. Thì trước đây thì họ thực ra thì đã ký rồi, nhưng mà đây là một cái chương trình mang tính chất truyền thông để cho mọi người cũng biết thôi. Còn giờ thì đây là bên phía Coacher đang giới thiệu về cái sản phẩm bếp từ Coacher DIB4888. Thì cái sản phẩm này sẽ có kích thước mặt kính là 73x43cm và cắt đá là 6838. Công suất của nó sẽ là 4000W. Một cái công suất nó khá là phù hợp. Booster của bếp sẽ là 3000. Thì bếp này thì sẽ sử dụng mặt kính Eurocara và mâm nhiệt và main board hay điều khiển của EGO hết. Cái sản phẩm này thì sẽ được sản xuất và sau đó dựa trên hoàn toàn là cái cục. Thì cái sản phẩm này thì sẽ được hoàn thiện và kiểm tra test CQC bởi cái tập đoàn EGO này. Thì có thể nói là cái sản phẩm này có thể nói là một trong những cái sản phẩm đánh giá là được chờ đợi nhất của năm 2019, khi mà nó được trang bị cái mức công suất rất là phù hợp, có booster K và mức công suất tối 9 là 2000 rất là vừa. Ngoài ra nữa thì cái bếp này thì nó sẽ được trang bị rất là nhiều tính năng, ví dụ như là tính năng inverter. Đấy, ở đây thì bạn có thể thấy là có rất là nhiều, có bầu cũng có 3 biến thể là DIB4888, DIB4888MI và DIB4888VK là bản màu trắng. Thì cái bếp này nó sẽ được trang bị khá nhiều tính năng, và ví dụ như là cái mâm từ của nó thì sẽ được sử dụng mâm từ kép. Quạt tản nhiệt của nó thì sẽ sử dụng là quạt tản nhiệt dạng sò hay là quạt lồng sóc ấy, thì khả năng quạt nó rất là tốt và nó lại còn êm nữa. Cái bảng điều khiển của nó thì sẽ được sử dụng cái bảng điều khiển slide. Bây giờ thì ai còn dùng cái bảng cầm bấm nữa. Và đặc biệt là nó sẽ có tính năng giữ ấm và có thêm tính năng là xả đông. Đó là một cái tính năng rất là thú vị của cái sản phẩm bếp này. Thì bếp thì sẽ được bảo hành với chính sách đó là 3 năm dành cho bo mạch, 10 năm dành cho mặt kính và 15 ngày đổi mới sản phẩm. Sản phẩm thì sẽ có cái mức giá rất hấp dẫn cho cái bản thấp nhất là bản màu đen phổ thông là 14.190.000 và bản cao nhất là bản màu trắng 15.190.000 trên nhau 1.000.000. Còn cái bản màu xám ấy, ở giữa ấy, là cái bản trông nó hơi phai xước ấy, thì nó là 14.590.000. Đấy, thì cơ bản cái mức giá này khi mà đến tay đại lý thì nó sẽ thấp hơn, và khi mà đến tay người tiêu dùng thì có thể nó sẽ vẫn thấp hơn con số này khá là nhiều. Thì khả năng nó sẽ rơi vào khoảng 11 cho đến 13 triệu tùy cái nơi bán, khoảng 12 triệu là hợp lý. Tôi đánh giá đây là một cái sản phẩm rất là hot, khả năng mà sẽ hot trong cuối năm 2019, đầu năm 2020. Có khả năng sẽ cạnh tranh rất gay gắt với những sản phẩm của Kata hay là Chép. Cơ bản thì đó là toàn bộ những cái chương trình giới thiệu sản phẩm của cái thương hiệu bếp từ Coacher, với cái việc ra mắt sản phẩm bếp từ Coacher DIB4888. Thì hy vọng rằng các bạn có thể đã có được thông tin chi tiết về chương trình. Ngoài ra thì tôi sẽ cố gắng mượn được những cái sản phẩm này về để mà review và giới thiệu cho các bạn sớm nhất có thể.
Hy vọng là các bạn đã có những cái thông tin chi tiết và hữu ích về thị trường bếp từ của Việt Nam trong năm 2019-2020. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video sau. Chuyên về bếp từ, và trong 5 năm chặng đường phát triển chúng tôi luôn định hướng theo con đường chính thống. Đối với chúng tôi, bếp từ đó không chỉ là một sản phẩm mà là đó là cả công nghệ.